Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Mời với bạn. Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài, nghề của gia truyền cha. À, nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7, bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ, em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không giấy rú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Dạ. Tam đổ tường mà em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ, có nhậu chị. Con nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. À, ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ cũng nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ cũng làm biếng. Thay hay gọi là người làm biếng nhất thay á. Rồi gì nữa? Hay ngủ nướng, nhát gái không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biếng nữa rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không? Dạ nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu? Tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ tắm ngày nào cũng tắm. Tưởng đâu nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi mời bạn gái. Dạ ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung, còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ em mê chơi game. Trong lúc em chơi game em rất là nóng, mình không thích ai mà tác động vô. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó rồi. Em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ hơn người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ trong mặt á. À đánh nhẹ thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Ừ, không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. À vậy tốt chứ, chế biến gì? Không là em chế chứ không phải là... Anh hai em hay kêu em chế Linh Tiên Sinh lắm. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo? Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi rồi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi em có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mòi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mòi chị hơi dầm ra xíu. Cá mòi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử sao nha. Rồi món gì nữa em? Còn món nữa là bò viên á chị. Ờ bò viên. Xong em cắt ra. Sắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên luôn. Em mốt em chế ra cái món cá hồi em xay nhuyễn em bỏ đường dắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì sao quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau, tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Rồi. Vậy mà nãy ông nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À. 17 tuổi. Vậy em thua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ uống suối á nói là nói lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Là cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen. Có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được một năm á thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt á thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em cái cổ đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không?
Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ủa vậy gạt người ta làm chi vậy không biết hả? Cậu rồi. Việc nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cổ sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cổ trốn luôn. Dạ mối tình thứ hai của em á thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi, cũng xa. Ai mất cảm giác? Dạ hai bên. Ôi cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi, cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chị nóng tính nó chơi game mà nhào vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái, em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20cm. Còn giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Bên hơi làm biến không biết sao. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ hiền với có đạo đức thì được. Đây hiền khô, mặt coi vậy hiền khô à. Dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ. Dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á, như mình mua đồ hay mua hàng gì đó, mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó, mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó, mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Vui vẻ, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh không mua, cảm ơn em. Vậy ha? Dạ. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai, và tiền ngân hàng gì đó. Cười sát từ tối tới chiều, cười hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô bên kia là cổ dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được đó. Đàn trai dạ. Cũng trắng như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó ngược dữ vậy. À dạ. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ nuôi con chưa? Rồi. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. À là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè ở trên bè. Dạ ở trên đường vậy. Trên đường à. Mà bên nhà nhát gái mà chị ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn. Ngày nào cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò à. Xem tụ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài vậy nè, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà lên gùng quá. Hả? Giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Gùng quá trời. Gùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ của em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi cố gắng lên nha. Ủa ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò? Dạ fan ruột luôn á chị. À rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1.5 năm. À 1.5 năm. Dạ. Rồi vậy cũng được. Hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia chương trình. Em nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có đi với ba với em trai em. À rồi chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha anh Thận. Chào cháu. Dạ anh chào. Chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp. Được. Cảm ơn. Bắt mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Nên em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh Địch.
Rồi. Xin chào, chào cô Cát Tường rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ, chào chú. Chú mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà dạ, chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có bốn anh em trai. Bốn anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ tư. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính, thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này. Người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi thu thân. Thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thượng. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay cũng vậy, chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Trời, thôi có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Bích Phi, tức là cháu nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con. Và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào. Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Không biết em học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, chắc mai giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. 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 Anh đi trên Sài Gòn với bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Để có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy, tính sao nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần, 2 tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thôi cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua cái cầu là tới rồi. Qua phà dầm cống là chỗ nào ta có đó. Làm gì phà dầm cống? Dầm cống là đi Long Xuyên ông ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc cái khúc em vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên? Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em
Thì anh chắc về Cần Thơ làm gì luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đây cũng gần, nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nhá, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút này nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em. À, nè, dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay trước cái đã. Trời, rung lên. Dạ, thưa hai bác. Thì hôm nay đến chương trình được quen em Vy thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được quen em Vy. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho em Vy. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi. Đúng tóc rồi. Đúng tóc đâu có được. Thôi dùng. Thôi dùng. Rồi thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Tay nhau không có đây là... ta nữa. Rồi xin chào anh nha. Dạ yeah, chào chị. Dạ yeah, chào chị. Rồi ở đây là biên tập của chương trình thôi chứ không có ai ở ngoài hết á, cho nên là mình cứ chia sẻ câu chuyện của mình một cách chi tiết cụ thể rõ ràng giùm bên em nha, để tụi em xem. Rồi có gì nếu mà được chọn thì mình cũng sẽ lên để mình chia sẻ lại, nên cần anh cởi mở một tí xíu ha. Rồi yeah. Bây giờ xin mời anh đầu tiên anh giới thiệu giùm em về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ em tên là Lê Trương Tung. Em 39 tuổi, em hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. Anh làm công việc gì? Dạ em buôn bán đồ ăn sáng tại nhà. Nhìn là mình nấu luôn hay sao ạ? Dạ mình nấu luôn ạ. Món gì nha anh? Dạ món bánh căn hả chị? Bánh gì? Bánh căn hả? Dạ. Rồi món ở trong này là hot dữ lắm nè. Dạ. Vậy là cái quán anh là anh mở lâu chưa? Dạ khoảng 2 năm rồi chị. Dạ. Rồi là mình làm chủ luôn đúng không? Mình nấu rồi mình bán luôn. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, mình anh đang ở Bình Định hả? Dạ, em đang ở Bình Định. Rồi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1984 ạ. Rồi bây giờ anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Lý do làm sao vậy? 84 là cũng lớn lớn rồi nè. Dạ, dạ trước đây là cũng có một thời gian làm việc ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Lo công ăn việc làm nên không có tìm hiểu ai hết. Thì qua thời gian vậy nó lớn tuổi dần, lớn tuổi dần. Nên cũng ngại đi tác tính các bạn gái. Rồi vì ngại tán bạn gái vậy trời, nghĩa là mình vẫn thích con gái đúng không? Dạ vẫn thích bình thường ạ. Mà không có động lực tán hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình ở với ai? Rồi mình dạ, định là dạ ở với mẹ, nhà chỉ còn có hai mẹ con à. Dạ. Rồi bây giờ anh thích tìm người như thế nào ạ? Anh mô tả chi tiết ha. Dạ, dạ một người phụ nữ của gia đình hiền lành, tốt bụng. Tuổi tác làm sao? Tuổi từ 25 tới 35 tuổi. Rồi bây giờ 25 tới 35 thì hơi lớn nè, nếu mà lỡ người ta ly hôn rồi được không? Dạ được ạ. Dạ, sao trả lời lẹ làng vậy nè, suy nghĩ kỹ không nè, là suy nghĩ là người ta ly hôn mà người ta đang nuôi đứa con đi được rồi, không chưa, nuôi đứa con.
nuôi đứa con nữa, nữa thì cũng được nhưng mà hơi kẹt. Kẹt gì mẹ anh cho không? Dạ mẹ cho. Mẹ, cho. mẹ cho là với người là ly hôn. Dạ. Dạ. Rồi có con là mẹ anh không chịu hay là anh không chịu? Dạ là em không chịu. Ờ. À. Sao dạ, nếu mà cô đó cũ là người của gia đình rất là ok luôn á thì có chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Cũng dễ ha. Gì dạ. Cũng chịu vậy. Ờ. À. Rồi. Rồi bây giờ cái quê quán, tại vì mình cũng có cái điều kiện đang ở Bình Định nè, rồi cô đó ở đâu giờ phải theo mình đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Chứ đó mình cũng có khó chỗ này nữa. Rồi, nhưng mà cái thu nhập của mình về cái quán thì có ổn không ạ? Dạ, thu nhập khoảng 300 tới 500 một ngày. Cũng đủ sống rồi chị. À. Rồi, mẹ mình lớn tuổi chưa anh? Dạ, 66 tuổi rồi. Dạ. Có hối gì không hay yêu cầu của mẹ anh sao? Dạ, mẹ thì không có yêu cầu gì hết, chỉ cần con dâu là dừng lại như thảo là được à. Ừ. Rồi, ok. Anh, mình có ca hát gì được không anh ơi? Dạ, em thì cũng biết ca hát nhưng mà em lên chương trình em ngại, em không nhắm ca chị. Thôi vậy về mình tập đi, mình ca chứ có gì đâu. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Rồi, về tập ha. Ờ, dạ. Nhưng mà thường anh có ít nói không vậy? Dạ không, dạ, em không, nói em chuyện bình thường mà. Rồi bán buôn rồi mình có nói nhiều không? Dạ cũng dạ, mời khách đồ bình thường đâu. Mời anh mời sao đâu, thường anh mời sao vậy? Dạ chào chị, mời chị ăn bánh canh của em à. Bánh canh cũng ngon lắm chị. Chị ăn thử một tô đi ạ. Ờ, bánh căn, ví dụ giờ tôi là khách du lịch hay gì đó, mình tới mình thấy cái quán mình hỏi thử rồi, ủa mà bánh căn anh làm là nó là gì trong đó hay sao anh, nó làm sao để nói cho ngon tôi ăn coi. Dạ bánh căn em làm từ bột nguyên chất, nước em nấu từ nước cá ngừ tươi. Dạ anh chị có thể thử ăn 10.000 15.000 ăn thử. Nếu ngon thì ăn tiếp nữa, còn không thì em xin hẹn anh chị lại lần khác ạ. Nếu ngon á thì ăn tiếp, còn không ngon thì trả tiền rồi đi về giùm tôi đúng không? Chứ tưởng đâu mà không ngon thì em không lấy tiền. Ok. Rồi anh có chuẩn bị gì cho cái việc mình kết hôn chưa? Bây giờ khoảng bao lâu nữa mình lấy vợ được? Dạ khoảng 6 tháng tới 1 năm là được. Mẹ em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mẹ anh chuẩn bị gì anh? Dạ, dạ nhà cửa đồ sửa sang lại à, rồi vàng vòng gì có tặng đồ đồ chưa, chuẩn bị đồ dạ, chưa dạ, dạ có rồi dạ, là mẹ anh chuẩn bị hay anh? Dạ mẹ. Này mình hỏi đây ekip chương trình không mà, là mình đã chuẩn bị được khoảng nhiêu rồi anh? Cái việc chuẩn bị đó là của mẹ hứa rồi, chứ còn em thì cũng không biết rõ về số lượng hả chị. Trời ơi, nhưng bản thân mình thì có chuẩn bị không, rồi nói vậy rủi mẹ không có chuẩn bị rồi sao? Dạ có chứ ạ, mẹ nói là có chứ ạ. Trời ơi, cứ trông mong vô mẹ, có nghe lời mẹ lắm không đây? Dạ chắc là nghe lời em là người con hiếu thảo mà. Trời ơi, vậy là nghe lời tuyệt đối luôn hả? Dạ không phải tuyệt đối, nhưng mà cái nào đúng là nghe rồi, cái sai là nói lại thôi ạ. Vậy bây giờ anh dắt cô gái về mà đôi mẹ không biết nhìn thấy cái gì không thích mà mẹ nói không, nhỏ này không được, mẹ không chịu rồi sao? Thì em mới thuyết phục chứ. Trời ơi, căng vậy. Là mình dạ có đâu, một luôn hay sao anh? Dạ em có dạ, hai đứa em gái kết hôn ở Đà Nẵng hết rồi chị. Ừ, dạ rồi. Rồi ok anh, nếu được chọn thì chương trình mà mình sẽ vào Sài Gòn mình quay hình được đúng không? Dạ, khoảng 3-4 tháng mới được chị. Em có công việc mới ở Đà Nẵng khoảng 4 tháng rồi chị. Ủa là mình định làm gì ngoài đó hả? Dạ, nhà bà gì xây nhà, nói em ra coi dùng vật liệu xây dựng đồ hả chị? Ừ, rồi cái quán mình dẹp hả? Dạ, quán thì mẹ bán ít lại. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi coi như phải 3-4 tháng nữa xong cái nhà đó anh mới đi được. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok, rồi để note lại đây, rồi ghi lại đây ha. Nếu mà lúc đó là còn nhu cầu thì bên mình thì anh có gì anh nhắn lại cho chương trình cái nha. Dạ nhắn theo cái group này sao chị? Ơ nói chung là bây giờ bên mình cũng sẽ ghi nhận lại cái này. Có gì bên mình sẽ gọi 3-4 tháng nữa.
Dạ, 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 cảm ơn chị nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào anh ạ. Dạ, phần cá nhân xong rồi đó. Hình ảnh của mình rồi ha Nam ha. Nam giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi rồi công việc quê quán đi. Như này ở hiện tại của mình đi nha. Vâng, chào chị nhá. Em là Mai Văn Nam, em sinh năm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1990. Em quê ở Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện em đang là kỹ sư hóa cho một nhà máy xi măng Long Sơn ở địa phương luôn. Kỹ sư hóa. Nhà máy xi măng hả? Nhà máy xi măng chị ạ. Xi măng Bỉm Sơn hả? Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xi măng Long Sơn. Là đang ở quê luôn hả? Vâng, em đang ở Bỉm Sơn lên luôn ạ. Rồi, ok. Rồi Nam giới thiệu đôi nét về bản thân em đi. Họ tên, điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi tình trường em đã trải qua như thế nào? Dạ vâng, điểm mạnh của em là em chịu khó, chăm chỉ trong công việc và thể dục thể thao đều đặn. Điểm yếu của em là em ham chơi, hay đi về muộn và chơi nhiều khi mình không kiểm soát được bản thân ấy. Và em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, cũng do mình ham chơi ấy. Ham chơi rồi hay đi chơi về muộn là sao, đi thâu đêm luôn hả? Dạ, cũng đi thâu đêm và em cũng chơi cá cược, trên cá cược lô đề, nên là thành ra cũng có một thời mình trượt dài trên con đường sa ngã. Bây giờ thì em đã làm lại được, thì thời điểm đó em cũng ly hôn, mất gia đình, nên bây giờ em rất là mong nhờ chương trình tạo cơ hội cho em được lên và tìm một biến độ mới trong cuộc sống ạ. Năm đấy là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đấy là năm em 31 ạ, năm 2019. Em 2019, vậy là năm nay em 32 33 đúng không? Dạ vâng, đúng rồi chị, năm nay lúc em đi hôn thì em có con chưa? Em có một bé trai ở với mẹ nó, thì em cũng đi con hôn trai mấy tuổi? 4 tuổi chị ạ. Đi hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em hôn được 4 năm rồi ạ. Và từ lúc em chơi lâu để em vỡ nợ là em đi hôn hả? Dạ vâng, đến thời điểm này thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống rồi. Nhà cửa em cũng đàng hoàng, gần công việc ổn định, nên em cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc mới đấy chị. Dạ vâng. Rồi, ok. Giờ còn ham chơi nữa không? Dạ không ạ, em làm lại rồi, em đứng dậy em làm lại rồi. Lô đề thì có gái gú gì không? Em không chịu, em lại chỉ ham cờ bạc thôi, chứ đợt thời điểm đấy thì em không gái gú, cũng không rượu chè, em không uống được rượu. Thành ra hay chơi thôi đêm. Tức là hay ham chơi qua đêm là đi chơi với bạn bè, đi cá cược, cá độ bóng đá này kia đấy hả? Đúng rồi chị ạ, đi xem bóng đá rồi cá cược đấy. Dạ dạ vâng. Mất nhiều không? Năm đấy mất nhiều không? Nhớ không? Có, là năm nay em mất, em cũng công mất hơn 1 tỷ đấy. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gom lại hơn 1 tỷ đấy. Cũng ổn định, công việc em cũng ổn định, lương cũng tốt, nên là em chơi không kiểm soát. Em mất 3 năm để trả nợ chị ạ. Còn lương em mà là bao nhiêu một tháng? Lương em 15 triệu ạ. Nhà gom được 3 năm là giờ trả nợ hết rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi, giờ trả nợ hết rồi, có nhà có cửa rồi. Có nhà có cửa rồi chị ạ. Tại em tai tiếng chơi nên là bây giờ em ở địa phương em khó tìm bạn gái quá chị ạ. Ở quê tai tiếng quá hả? Thế sao em không vào trong Sài Gòn hoặc em ra Hà Nội em kiếm một công việc khác? Thực ra với chị là nhà cửa em ở đây ổn định, bây giờ em lại đi nơi khác, em phải thuê nhà, em lại phải tìm một mối quan hệ mới, cuộc sống mới, công việc mới. Mà trong khi đó là công việc ở công ty của em nó rất là ổn định. Và mức thu nhập cũng thuộc dạng là tốt. Phù hợp với cái ngành học của em. Hồi đại học là em học ở mỏ địa chất, em học một chuyên ngành hóa, mà bây giờ em về Long Sơn công ty xi măng em cũng làm đúng chuyên ngành về hóa phân tích, kỹ sư hóa đấy chị. Thứ học đại học mỏ địa chất hả? Dạ vâng, em học mỏ địa chất ở Hà Nội. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cũng em cũng mong tìm được bạn gái hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng ở địa phương mình quanh quanh ở Thanh Hóa thôi. Em cũng vì rồi bây giờ cái tiếng xấu của em nó đồn xa, cách bán kính bao nhiêu km rồi? Dạ gì
cũng ở quanh quanh Bỉm Sơn Thanh Hóa đây thôi chị ạ. Nếu chung thực ra thì mình đến với ai thì người ta cũng sẽ tìm hiểu mình thôi, quan trọng là mình đã thay đổi được rồi thì mình không phải lo. Nếu bây giờ mình và người ta đến với mình, người ta cũng sẽ hỏi tìm hiểu mình thì mình cũng phải nói ra hết để sự thật chứ chị, mình không giấu gì cả, còn người ta có thông cảm cho mình được hay không đấy là quyền người ta thôi chị ạ. Em cũng và Rồi, tuổi tác của bạn gái thì sao? tuổi thì em cũng mong bạn gái, thật sự là em là người rất là chuộng cách hình thức, có thể là tuổi em hơn, cũng hơn em 1-2 tuổi cũng được, hoặc kém em, kém thì càng tốt, nhưng mà hơn em 1-2 tuổi cũng được, quan trọng là mình đổ vỡ một lần rồi, mình rất là mong tìm được hạnh phúc mới mà mình tìm người, một người bình thường thôi, cũng bình thường, có công ăn việc làm, có cuộc sống là bình thường là được thôi chị ạ, cũng không phải cao sang quá. Ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại tức là tuổi tác là em mong muốn là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Vâng, nhỏ nhỏ em càng tốt. Dạ vâng. Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? Được ạ, muốn là 1-2 tuổi cũng được ạ. Hình thức thì khuôn mặt dễ nhìn chút chị nhá. Em cũng dạ vâng em. Em cũng đẹp em trai hả? Dạ em cao 1m75, cũng ham thể thao nên là dáng cũng và hình thức cũng dễ nhìn. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống một một mình, em sống với mẹ thôi ạ, hai mẹ con ở với nhau vậy. Là anh chị em mà lập gia đình hết rồi hả? Dạ vâng, trên em hai chị gái cũng đã có gia đình rồi, còn bố em thì mất được 5 năm nay rồi. Trên em hai chị gái, vâng, cuộc sống ổn cả, của mỗi mình em. Mẹ mẹ cũng đang rất là mong tìm được một nửa còn lại, mai mốt mẹ về già mẹ yên tâm. Nhà em với lại vợ em là còn qua lại không, tức là để thăm con thì có thứ không? Cái đó thì em không, em vẫn qua lại để chu cấp cho con, tức là 1 tháng em vẫn lên với con 1 đến 2 lần, em xem con, em thứ nhất em đóng tiền học cho con ở trên trường và xem con có ốm đau gì hay là như nào để mẹ em mua thực phẩm bổ sung cho con đấy, cũng quan tâm đến con một chút vậy ạ. Và đây là trách nhiệm của em. Và Rồi, ok, cảm ơn Nam nha. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em có thể vào Sài Gòn để em tham gia được đúng không? dạ vâng, em có sẽ thu xếp sẽ đem vào được mà chị. Rồi, cảm ơn Nam. Hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em nữa nha. Em cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em được lên nha. Alo, alo. Dạ, em nghe chị ơi. Rồi, chào em. Dạ. Rồi, bây giờ mời em chia sẻ về bản thân chị ha. Đầu tiên họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. Dạ, em tên Lê Hòa, Lê Hỏi. Sinh Tiếp em. năm, sinh năm ngày 20 tháng 2 1995 ạ. Rồi, công việc của mình là gì? Dạ, công nhân ạ. Công nhân ở đâu em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. Bên sản xuất giày dép hay là cái gì? Dạ, phụ kiện của ô tô ạ. Gì em, chị nghe chưa rõ. Chuyên về sản xuất phụ kiện ô tô á. À, rồi làm lâu chưa? Dạ, em làm được năm ạ. 1 năm mà hả? Dạ. Rồi bây giờ nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ. Thì điểm mạnh thì nói nhiều một cái hoạt động hoặc quét này, điểm yếu thì ngại tiếp xúc với mọi người tí vậy ạ. Rồi, rồi. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Sao mình chia tay? Dạ có 2 mối tình, kiểu như nó gì Sao? Quen được bao lâu? Gì mà khó nói vậy? dạ nó có nói gì nói chung là quen có mấy tháng à, mà không có đi sâu lắm. Dạ Không đi sâu lắm hả? Là sao? Ý em là chưa có làm ăn gì được hả? dạ đúng rồi chị. Sao vậy? Thì do em không làm ăn rồi người ta mới chia tay đó chứ gì. Dạ, tại gần đi lính đây có quen bạn học trường coi trường đó không có xài điện thoại nhưng là không liên lạc bạn nó đi học á. Dạ, nên là bạn ấy quen người khác rồi khi ra quân đi làm ở trong Bình Dương này được năm có quen bạn nhưng mà bạn đó không chịu cho nên là cũng thôi luôn.
rồi. Bây giờ công nhân ở đó bộ không có hay sao? Ở trên Bình Dương là nhiều lắm chứ. Dạ cũng có tán sơ sơ mà nhưng chơi vé mà cũng thấy không ra sao vậy. Rồi bây giờ thích tìm mẫu người như thế nào? Dạ nhỏ nhỏ vi nhon thôi, hay cười vui vui được rồi. Dạ. Gì nữa? Rồi quê quán tuổi tác thì sao? Dạ quê quán thì ở Phú Yên thôi. Ở cùng quê. Quê miền Trung á hả? Rồi. Dạ. Tuổi thì nhỏ hơn một tuổi. Ừ. Thích người nhỏ hơn một tuổi hay là sao? Nhỏ hơn một tuổi trở xuống không lớn à. Rồi. Dạ. Rồi ok, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ không gì à. Rồi. Rồi được. Em có ca hát gì được không? Dạ không vậy. Ừ. Ok rồi, được rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ.